Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần đây. Ngày hôm qua, Google đã cho ra mắt cái bộ sản phẩm mới của mình, bao gồm dòng Google Pixel 7 Series này, Google Watch và Google Tablet. Vậy thì với những sản phẩm như thế này, có những cái gì nổi bật và mình sẽ tập trung chính vào hai cái dòng sản phẩm điện thoại mới, bao gồm Google Pixel 7 và Google Pixel 7 Pro nha. Và nói thật với các bạn, đây là một trong cái buổi ra mắt sản phẩm mới mà mình cảm thấy tẻ nhạt nhất mình đã từng xem luôn. Ok, vào việc nha. Đầu tiên, về thiết kế đi. Dựa khung nhôm và cụm camera trên Google Pixel 7 Series là sự liền mạch với nhau, nhìn đẹp hơn nhiều so với thế hệ Pixel 6 Series. Và sẽ có 3 cái phiên bản màu sắc. Đầu tiên, với Google Pixel 7 sẽ có các màu là màu đen, màu be và màu trắng. Với 7 Pro, ngoài màu đen và màu trắng giống Google Pixel 7 ra, sẽ có thêm một cái phiên bản màu xanh nữa. Mình không biết chính xác cái tên gọi màu xanh này là gì, nó theo kiểu là hơi hơi nhẹ nhẹ của cái màu xanh lá mạ các bạn. Tiếp theo, về hiệu năng, nâng cấp từ Google Tensor G1 lên Tensor G2, có tốc độ nhanh hơn 60% và thời gian sử dụng pin tăng lên 20%. Riêng với những cái dòng sản phẩm smartphone của Google nhá, mình chưa bao giờ kỳ vọng cái con chip ở trên máy này nó có thể là thể hiện hiệu năng tốt cả. Và cái thứ hai, cái con chip G1 ấy các bạn cũng biết rồi, chơi game nó rất là nóng. Và với con chip G2 được nâng cấp mạnh về khả năng máy học AI, giúp hỗ trợ nhiều về khả năng quay phim chụp ảnh. Camera trước của dòng Pixel 7 Series có cảm biến lớn hơn, giúp cải thiện chụp selfie ban đêm, cũng như là mở khóa khuôn mặt nhanh hơn. Và với sự nâng cấp nhẹ cam tele và cam ultra wide sẽ giúp cải thiện chất lượng chụp thiếu sáng. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra Pixel 7 nó chỉ có 2 cam thôi, bao gồm cam chính 50MP, cam ultra wide 12 chấm. Còn với Pixel 7 Pro nó sẽ có thêm một cái cam tele 48 chấm nữa. Có một sự khác biệt nữa giữa Pixel 7 Pro và Pixel 7 là về cụm lens ultra wide. Pixel 7 nó lớn hơn 21% so với Pixel 7 và có tính năng autofocus. Bạn chụp với chế độ night sight nó nhanh hơn gấp 2 lần khi mà bạn không bật cái chế độ night sight này. Pixel 7 Series sẽ hỗ trợ một vài cái tính năng vô cùng đặc biệt, ví dụ như tính năng cinematic blur làm mờ điện ảnh này, tính năng face unblur giúp tái tạo chi tiết khi mà bị mất nét, hay là quay video với độ phân giải 4K 60fps có hỗ trợ HDR 10 bit màu. Và về màn hình, Google Pixel 7 sẽ có cái màn hình là AMOLED 90Hz, Full HD cộng, kích thước màn hình là 6,3 inch và viên pin có thể trụ được 72 giờ khi bạn bật chế độ Safe Mode lên. Google Pixel 7 Pro có kích thước màn hình là 6,7 inch, sử dụng tấm nền AMOLED 2K cộng, có LTPO 2.0 và có thể biến thiên tần số quét từ 10 đến 120Hz tùy theo ứng dụng các bạn sử dụng. Máy cũng sẽ có cảm biến vân tay dưới màn hình các bạn nhé. Ngoài ra thì mình không thấy Google có nói gì liên quan đến loa, liên quan đến pin cả. Đó. Và cái mức giá cho hai máy này như thế nào đây? Với Google Pixel 7 khi mà bán sớm là $599, tương đương với lại khoảng 14,3 triệu đồng. Và Google Pixel 7 Pro là $899, tương đương với lại 21,5 triệu đồng. Khá là chát đúng không các bạn? Vừa rồi là một vài cái thông tin liên quan đến cái bộ đôi sản phẩm ra mắt của Google là Google Pixel 7 và Google Pixel 7 Pro. Các bạn cảm thấy thế nào về cái mức giá như thế này? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.